Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Dĩ An nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Dĩ An đã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Nhằm thực hiện mục tiêu này, thành phố Dĩ An luôn coi quy hoạch chính là công cụ quan trọng để thúc đẩy kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thành phố Dĩ An là đô thị cửa ngõ của tỉnh Bình Dương khi tiếp giáp với các đô thị lớn là Biên Hòa và Thủ Đức. Đồng thời, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như quốc lộ 1A, 1K, đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường DT743. Bên cạnh đó là địa phương duy nhất của tỉnh Bình Dương có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua và giáp với tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố Dĩ An có nhiều khu và cụm công nghiệp, cũng như trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Những điều kiện trên đã và đang hội tụ để thành phố Dĩ An thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là ở lĩnh vực phát triển ngành dịch vụ và thương mại. Cái chiến lược phát triển mà do tỉnh định ra đến năm 30 và đến năm 50 thì cái định hướng này nó rất tốt. Và đây cũng là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc lại toàn bộ cái quy hoạch 1/2000 và các cái quỹ sử dụng các quỹ đất làm sao để mang lại cái nguồn lực cực lớn phục vụ cho cái quá trình chiến lược phát triển của thành phố Dĩ An trở thành một cái thành phố đổi mới sáng tạo và thương mại dịch vụ. Đấy là cái mà theo tôi nghĩ thành phố Dĩ An là rất có cái điều kiện thuận lợi để làm điều đó. Xác định được vị trí tiềm năng và thế mạnh trong quy hoạch phát triển đô thị hướng đến năm 2050, thành phố Dĩ An đã tiến hành rà soát lại quy hoạch chung, quy hoạch đất đai xây dựng để điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên phát triển thương mại và dịch vụ như tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, logistics. Trong đó, xác định quy hoạch đất đai có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và huy động nguồn lực để phát triển về thương mại và dịch vụ trong thời gian tới. Trong cái kỳ điều chỉnh cái quy hoạch chung đô thị đến năm 2050 thì thành phố đã tập trung rà soát lại hết các cái quy hoạch hiện hữu, từ quy hoạch đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, để trên cái cơ sở đó rà soát để điều chỉnh quy hoạch đô thị để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái thời gian tới. Thì trong đó có ưu tiên cho cái phát triển thương mại dịch vụ. Theo đó, đối với đất của các doanh nghiệp nằm ngoài khu và cụm công nghiệp, thành phố Dĩ An ưu tiên quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ, thương mại và nhà ở. Đồng thời, trong điều chỉnh quy hoạch sắp tới, thành phố Dĩ An sẽ chuyển đổi công năng đất của khu công nghiệp Bình Đường phát triển thành dịch vụ, thương mại và nhà ở. Bên cạnh đó, mở rộng ga An Bình, chuyển đổi quy hoạch khu công nghiệp Sóng Thần khoảng 200 hectare để trở thành khu logistics. Từ cái quy hoạch giao thông, cái quy hoạch thương mại dịch vụ, quy hoạch ngành, quy hoạch khu công nghiệp thì định hướng cho cái phát triển thương mại dịch vụ và rộng khắp trên vàng của thành phố Giang nữa, thì chúng tôi hy vọng là với cái điều chỉnh quy hoạch này sẽ tạo được cái sự đồng thuận cao của nhân dân, các chủ đầu tư và các sở ngành lấy ý kiến thì cũng sẽ có cái sự đồng thuận để góp phần cái quy hoạch này được thông qua. Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, thành phố Dĩ An đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại và đồng bộ. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước vào phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao mà địa phương đang chú trọng để thu hút đầu tư. Đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở các cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.